Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ swap và review những màu son mà Bin cực kỳ yêu thích do những người bạn và người thân của Bin tặng cho Bin vào những dịp đặc biệt. Ở đây thì Bin được tặng khoảng 7 cây, thì Bin sẽ swap và review cả 7 cây cho mọi người cùng xem và biết đâu mọi người sẽ lựa được một màu mà mình yêu thích thì sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu swap và review ngay nha. Đầu tiên là màu Ruby Woo. Màu này thì có một cái tên Ruby Woo, thì cái màu mọi người cũng tưởng tượng được rồi. Màu này nó sẽ có một cái màu đỏ như là một viên ruby. Màu này có một cái màu rất là sang trọng, mình có thể đánh phù hợp để đi hàng ngày một chút ở lòng môi, và cũng như là đi dự tiệc thì mình sẽ đánh full cả môi. Thì trên môi Bin đang hiện tại là đang đánh sẵn lòng môi rồi của màu này. Thì bây giờ Bin sẽ đánh thử full môi cho mọi người xem nha. Chỉ là một quẹt thôi là cái môi mình nó đã đỏ lắm luôn á. Màu xinh đúng không mọi người? Màu này mình thấy là trong túi của tất cả các bạn nữ thì ai cũng có một cái màu đỏ thuần ở trong túi hết. Thì nhắc tới son thì mọi người thường hay nghĩ tới màu đỏ ngay liền. Thì bây giờ mình sẽ swatch thử ra tay cho mọi người xem nha. Một quẹt thôi rất là đỏ luôn á, nó đỏ hồng đó, hơi đỏ hồng một chút xíu, nhưng mà khi lên môi của Bin à, cái này là tùy theo sắc tố môi của mọi người, cho nên là cái chất son nó sẽ lên màu theo đúng hay không. Nếu mà mọi người muốn đánh son mà lên đúng màu chuẩn thì mọi người nên dùng một chút ít kem che khuyết điểm ở trên môi trước, rồi mình sẽ đánh lên thì sẽ được đúng cái màu này. Nhưng mà khi mà lên môi của Bin thì nó đỏ hơn, còn ở trên tay thì nó thuần, nó có một chút hồng. Đây, đây là màu Ruby Woo nha mọi người. Tiếp đến sẽ là màu số 2, màu Dangerous, cũng thuộc chung dòng với Ruby Woo. Dòng Retro Matte Lipstick thuộc hãng MAC Cosmetics. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nha. Đây, ở trên đây thì chúng ta thấy một màu cam khá là tươi. Bây giờ mình sẽ thử đánh ở trên môi, mình có đánh nhẹ một chút lòng môi rồi. Bin sẽ thử đánh ở trên môi đậm hơn chút xíu để cho mọi người có thể hình dung ra nha. Chất son này khi mà lên môi á, nó khá là rít, cho nên nếu mà mọi người muốn nó mềm mại hơn chút xíu thì nên dùng một chút son dưỡng ở bên dưới để lót kèm theo cho cái màu chất son ra đánh nó sẽ được mịn hơn một chút. Đây là Bin không có đánh son dưỡng cho nên là nó hơi rít nè. Mọi người kéo cái môi thì nó sẽ hơi kéo theo á. Nhưng mà lên môi thì khá là nhẹ môi. Và bây giờ Bin sẽ swatch ra tay cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thấy không? Một màu cam khá là tươi. Bây giờ Bin sẽ thử đánh full môi cho mọi người xem nha. Khi mà đánh full môi thì rất là nổi bật đúng không mọi người? Nhưng mà với cái màu son mà đánh full môi như thế này á, thì mà tươi á, thì mọi người nên có make up mắt má đi kèm để cho gương mặt được hài hòa hơn, tránh để nó bị giống như Bin bây giờ nè. Cái này là Bin chỉ có đánh lót sơ thôi, cho nên là nó kiểu bị cái môi nó nổi bật quá, còn cái mặt mình nó ở trên nó bị nhạt á mọi người. Cho nên là nếu mà đánh màu này thì mọi người nên đánh có mắt má đi kèm. Rồi, màu số 3 mà Bin muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là màu Marrakech. Đây là một màu mà tất cả mọi người đều cùng săn lùng để có được nó. Màu Marrakech, màu Ruby Woo và màu Dangerous. Ba màu này thì khá là được đông đảo mọi người yêu thích. Có một cái thời gian ra là Bin thấy hình như là sold out hết. Và bây giờ, tới tận bây giờ thì mọi người vẫn rất là thích những ba màu này. Thì bây giờ Bin sẽ đánh thử cho mọi người xem. Màu này Bin cũng cực kỳ thích, Bin rất là thích những màu trầm một chút xíu và có một cái sắc nâu đỏ vừa tự nhiên và vừa không có quá mà quá nổi bật. Sắc nâu rất là rõ ràng luôn á mọi người. Mới chỉ đánh lòng môi thôi mà đậm như vậy. Cái son lên rất là chuẩn màu. Bây giờ chúng ta sẽ đánh thử full môi.
Mọi người thấy sự khác biệt giữa môi trên và môi dưới không? Ở trên thì nó nâu rất là nhẹ, ở bên dưới thì rõ hơn, rõ ràng sắc nâu hơn nữa. Bây giờ mình sẽ bặm lại. Trời ơi, siêu cá tính luôn á, siêu đẹp. Và bây giờ mình sẽ swatch ra tay cho mọi người xem. Một màu nâu có pha một chút ít đỏ, rất là đẹp. Ruby Woo, Dangerous và Marrakech, rất là đẹp đúng không mọi người? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua hai màu khác. Thì tại sao mà Bin phải tách ra như vậy? Tại vì đây là hai thuộc cái dòng khác. Đây, dòng này thì mọi người nhìn thì cái nắp nó sẽ, cái vỏ son của nó sẽ có một cái độ bóng bóng. Còn ở bên đây nó có cái nhung nhung, sờ vô rất là đã tai nha. Đó, hai cái nó khác nhau nha mọi người. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đánh thử màu này trước. Đây là màu Mui It Over, một màu nâu nút nhẹ. Giờ mình sẽ đánh thử nha. Wow. Màu này lên môi cực kỳ tự nhiên luôn. Màu này Bin nghĩ là những bạn nam có thể chọn và xài được luôn. Nếu mà mình ngại kiểu sợ mọi người dị nghĩ là mình sẽ con trai mà make up như thế này như thế kia, thì mọi người có thể dùng cái son này rất là tự nhiên và không có bị lộ là cái son môi là mình đánh ra. Nó gần như là màu môi thật luôn á mọi người. Đây, bây giờ Bin sẽ đánh thử full môi nè. Dường như là dòng son này làm ra để đánh tự nhiên hay sao á, mà Bin đánh Bin đè rất là nhiều, đánh full môi luôn mà cũng không thấy nó đậm hơn một chút. Lên môi nó thấy rõ, nó giống như màu đào vậy đó, hơi đào một chút, nâu nâu nút nút đào, tự nhiên, rất là tự nhiên. Màu này mọi người đi ra đường là thoải mái luôn, mà quẹt rất là lẹ, không có cần phải là chỉnh sửa gì, tại vì nó không có thấy rõ cái độ lem á. Lên màu môi nền nó cũng tựa tựa với cái màu môi nền của mình. Chất son thì cũng không có thấy bột nhiều, cho nên là mọi người cứ yên tâm và thoải mái. Mùi son thì ở son mát có một cái mùi đặc trưng của vani rồi thì mọi người biết rồi. Nhưng mà ở cái dòng này thì khi mà ngửi kỹ mình nghe, sao mà Bin không biết. Lúc mà đánh thì Bin không có nghe kỹ, nhưng mà bây giờ hửi lại thì mình nghe hơi kiểu giống như mùi thuốc bắc vậy mọi người. Nhưng mà nó rất là nhẹ, nhẹ hiệu à. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng qua màu tiếp theo của dòng đèn son này luôn. Màu son tiếp theo đó chính là màu A Little Tammy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nha. Đây là một màu hồng nguyên bản, một màu hồng không có quá chói, cũng không có quá trầm. Hồng giống như hồng baby vậy đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử lên môi nha. Có một cái đặc điểm nữa là cái son này khi mà mình liếm vô thì nó có mùi, nó có hơi ngọt ngọt. Dòng son này nó cũng chung giống như dòng son hồi nãy luôn, đánh lên môi rất là tự nhiên nè. Đó, bị để xa nè mọi người nhìn. Còn đây là full môi nha. Full môi thì cái màu này lên khá là rõ nè. Nó lên màu thấy rõ hơn là cái màu nâu hồi nãy. Màu này thì nếu mà mọi người make up mắt và má tông đào, tông hồng thì rất là xinh. Cái này để đi nhẹ nhàng buổi sáng nhìn rất là đẹp nha mọi người. Còn buổi tối thì mọi người nên đi những cái màu giống như Ruby Woo vậy đó, đi dạ tiệc hoặc là đi đi chơi bar hay là pub gì đó thì mọi người có thể đánh những màu đó nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Rồi, còn hai màu nữa thôi là xong rồi. Rồi bây giờ Bin sẽ tẩy trang màu này. Và có một cái đặc điểm nữa là khi mà Bin swatch từ màu này qua màu khác thì mình không phải mất quá nhiều thời gian để mình tẩy rửa. Tẩy trang đó mọi người, rất là nhẹ nhàng. Xong rồi nè. Màu này lúc đầu mà mới được tặng á, Bin cảm thấy hoang mang tột độ.
Nhưng mà khi mà mình đánh mà mình có make up thì rất là đẹp. Màu này nó còn nhạt hơn màu môi của Bình nữa đó. Nhưng mà khi mà đánh có make up á, make up tông mắt đậm lên một chút á thì sẽ rất là tây nha mọi người. Màu này nó giống như là nó có một chút ánh tím, nâu nâu tím tím. Bin sẽ swatch ra tay cho mọi người xem thử nha. Màu này thì nó có bóng lên một chút. Màu này make up rất là xinh nha mọi người, công nhận. Lúc mới đầu á, lúc thời gian đầu mà Bin không biết xài son á, thì Bin thấy màu này nó nhạt nhạt, bật bật kiểu gì á. Nhưng mà khi mà mình có đánh make up và có xài mắt phấn má nữa thì sẽ rất là tôn lên cái nét điểm make up. Cho nên là mọi người nếu mà ai thích make up tông tây thì có thể chọn em này mà xài. À, Bin quên swatch ra hai cái màu kia ra tay cho mọi người xem. Cái dòng này là rất là nhạt cho nên là mọi người thấy nó sẽ thấy nó rất là tự nhiên, mọi người cứ yên tâm mà xài. Đây nè, đây để cho mọi người dễ so sánh hơn. Đó, những cái màu đầu nè rất là đậm, còn những cái màu sau nè, hai cái màu này là rất là nhẹ. Đó, còn đây là một cái màu tông tây nè, rất là xinh nha. Rồi, nói chung là Bin không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích chất son hay là màu son gì như thế nào, nhưng mà Bin sẽ nói theo cảm nhận của một người mua hàng. Thì ở đây bạn bè tặng cho Bin thì Bin sẽ cảm nhận theo cái ý kiến của mình thôi. Màu son thì này đó, thì nó hơi có cái mùi hơi khó chịu một chút. Nếu mà mọi người không thích mùi son đó, thì mọi người hãy cân nhắc về em này nha. Nhưng mà em này lên môi tông tây rất là đẹp. Không biết là tất cả các bạn có thắc mắc vì sao mà Bin để cây này cuối cùng không? Tại vì nó rất là lì, cực kỳ lì mọi người ơi. Đây, màu tím đỏ, cái đầu son của nó thì có vài chiếc lá, rất là dễ tán son môi. Ở packaging của nó thì nó hơi bóng bóng, nhưng mà theo Bin cảm nhận thì Bin thích cái truyền thống hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh thử nha. Wow, mới đánh một chút xíu lòng môi thôi mà nó đậm lè. Và bây giờ Bin thử đánh luôn full môi nha. Đầu tiên là chất son nha. Đây là chất son lì nhưng mà không dính. Khi mà Bin bặm môi lại á, cảm giác nó nhung nhung nhưng mà rất là lì mọi người. Wow, thử nha mọi người. Wow, không có bị lộ vân môi. Cái này là cái quan trọng mà mọi người đều thích nè, không bị lộ vân môi. Nhưng mà có một cái khuyết điểm, đó chính là cái màu nó hơi khó xài một chút. Thì bây giờ mình sẽ thử swatch ra tay màu này cho mọi người cùng xem. Wow, đây là tổng bản mà Bin trong bộ sưu tập lần này. Ta-da! Và thế là chúng ta đã xóa xong 7 thỏi son rồi. Oh my god, tuy là cũng may mắn là những cái dòng son này không có bị quá khô hay là quá dính bám vào môi, cho nên là pin tẩy trang nó cũng khá dễ dàng hơn. Và mong là mọi người sẽ yêu thích 7 thỏi son này. Không biết là mọi người sẽ thích màu nào, hãy comment bên dưới nha. Và nếu mà mọi người có cái chủ đề nào đó hay hay mà muốn Bin thực hiện thì hãy comment để Bin có thể làm theo cái thử thách đó. Và rất mong mọi người sẽ yêu thích video này, like và chia sẻ video giúp Bin nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp vào những video sau.